Chào các em, chúng ta đến với bài số 13A. Đây cũng là bài cuối cùng trong hệ thống mà chúng ta học tự chọn ở cái phần chương trình bảng tính. Bài số 13A là hoàn thiện bảng tính quản lý tài chính gia đình. Và bài này chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là trang tính tổng hợp dữ liệu tài chính gia đình. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành thực hành. Ngoài ra thì chúng ta cũng có phần luyện tập và vận dụng. Mục tiêu của bài học là chúng ta sẽ tạo được trang tính tổng hợp thông tin thu chi gia đình. Thì ở những bài trước thì chúng ta đã làm các bảng tính về thu rồi bảng tính về chi, thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bảng tính tổng hợp thu chi của gia đình trong một tháng, hoàn thiện bảng tính quản lý tài chính gia đình. Rồi chúng ta vào phần số 1. Thì các em thấy ở hoạt động số 1 có cái hình 13A.1, đây là trang tính thu nhập. Thì thật ra ở những bài trước thì chúng ta đã thực hiện tính cái phần tổng cộng số tiền chi theo tháng, thu nhập theo tháng. Các bạn thấy ở cái phần màu đỏ này đây là cái phần tổng cộng. Tí xíu thầy sẽ làm cho các bạn xem. Rồi tương tự ở cái bảng chi tiêu thì chúng ta cũng có tính tổng ở cái phần tổng tiền chi tiêu của một tháng. Và đặc biệt các bạn nhìn ở hình 13A.3 là chúng ta có cái trang tính tổng hợp, thì cái bài này chúng ta sẽ làm cái trang tính này. Thì thật ra nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp. Tại vì tạo biểu đồ thì ở năm lớp 8 chúng ta đã tạo biểu đồ rồi. Chỉ có vài bước đơn giản là chúng ta sẽ tạo được biểu đồ. Rồi. Thì chúng ta vào bài ở phần số 1 thì người ta có hướng dẫn chúng ta lấy cái thông tin tổng thu nhập, tổng chi tiêu ở cái bảng thu nhập, bảng chi tiêu để chúng ta thực hiện qua bên cái bảng tổng hợp. Đây, các bạn xem cái công thức ở B14, B15. B14, B15 là ở đây đây. Đây phần này. Thì các bạn thấy là đầu tiên là tên của cái bảng tính, tiếp theo là cái ô giá trị và chúng ta cần lấy, và giữa cái tên với cái ô giá trị đó thì nó có cái dấu chấm than. Rồi. Thì thật ra cái này nó cũng đơn giản thôi, tí xíu ở cái phần B, ở phần 2 thầy sẽ thực hành cho các bạn xem. Chúng ta có thêm một cái giá trị net, thì cái giá trị này sẽ là số tiền chênh lệch giữa thu và chi, nghĩa là để chúng ta xem coi người ta đây, người ta có nói nè, nếu mà giá trị net nhỏ thì sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều, nghĩa là thu ít hơn chi, cần được báo động để tất cả các thành viên thực hiện tiết kiệm. Bên cạnh đó em có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lý tài chính gia đình được dễ dàng hiệu quả. Rồi, nội dung ghi nhớ ở phần số 1. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lý tài chính gia đình, dữ liệu thu chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh, giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả. Ở đây là việc rất là hay ha. Rồi, bây giờ chúng ta vào phần chấm hỏi ở mục số 1, hình 13A.4 kế bên đây. Là công thức lấy tổng tiền thu nhập từ trang tính thu nhập đưa vào trang tổng hợp. Hãy ghép mỗi cụm từ địa chỉ ô, tên trang tính, dấu chấm than vào vị trí tương ứng sao cho phù hợp. Thì bài này rất là đơn giản thôi. Các bạn thấy cái tên trang tính nó sẽ được đặt trong cặp dấu nháy đơn, rất là dễ nhận biết, cho nên số 1 ở đây là tên trang tính. Tiếp theo là dấu chấm than là số 2 ai cũng biết, và cuối cùng H7 là địa chỉ ô. Và các bạn lưu ý, đây cũng là gọi là một cái cú pháp khi mà chúng ta muốn lấy dữ liệu từ một cái bảng tính khác đem qua cái bảng tính chúng ta đang thực hiện. Để các bạn để ý cái việc này, để mà khi mà chúng ta làm kiểm tra trắc nghiệm á, chúng ta sẽ chọn cái này cho nó đúng ha. Rồi, câu số 2. Trong một bảng tính có chứa nhiều trang tính, nếu công thức tham chiếu đến địa chỉ ô ở một trang tính khác thì địa chỉ ô đó gồm những thành phần gì? Thì đây là 13A.4 là đáp án cho các bạn luôn, nghĩa là nó sẽ gồm 3 thành phần. Thứ nhất là tên của cái trang tính mà chứa cái ô mà chúng ta muốn tham chiếu. Tiếp theo là dấu chấm than, và thứ ba là cái ô mà chúng ta muốn tham chiếu qua cái trang tính chúng ta đang tính. Rồi có 3 thành phần nha. Đó là nội dung ở phần số 1, mang tính chất lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần số 2. Nhiệm vụ phần số 2 là gì? Ở phần A, tính tổng số tiền trong trang tính thu nhập và trang tính chi tiêu. Thì chúng ta thực hiện hàm sum thôi các bạn. Chúng ta đã làm rất là quen thuộc với cái hàm này rồi.
Và những bài trước thì thầy cũng đã có tính rồi, nhưng mà thầy sẽ tính lại cho các bạn xem ha. Rồi, đây người ta tính hướng dẫn tính tổng thu nhập, tính tổng chi tiêu. Rồi, sau đó ở phần B các bạn sẽ tạo cái trang tính tổng hợp. Rồi các bạn sẽ thực hiện tính giá trị nét ha. Rồi các bạn lấy dữ liệu qua và tạo biểu đồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ từng bước làm nha. Rồi. Đây là thầy đã tạo sẵn cái trang tính tổng hợp ha. Tuy nhiên thầy sẽ để đây, thầy sẽ đây là để cho các bạn minh họa, các bạn thấy là khi mà chúng ta làm cuối cùng được cái bảng tính giống như thế này nha. Bây giờ thầy sẽ để cái bảng tính này đây. Rồi, bây giờ thầy sẽ làm mới hoàn toàn. Ví dụ bây giờ ở cái trang chi tiêu của thầy chưa có tính cái ô này nha, thầy xóa. Rồi thầy xóa. Rồi đương nhiên là sẽ có lỗi, tại vì hôm trước chúng ta tính tỷ lệ ở đây nè. À, chúng ta tính tỷ lệ ở đây, chúng ta phải cần có giá trị ở đây nha. Rồi chúng ta cứ tính lại bình thường không có gì hết, bằng sum. Rồi bảo ngoặc. Rồi chúng ta kéo từ cái hàng ở là hàng số 3 đến cái hàng khác là hàng số 11. Rồi đóng ngoặc. Đây là tổng cái số lần. Rồi tương tự các bạn tính tổng tiền sum H3 đến H11. Enter. Rồi 13.640.000. À, tương tự ở cái bảng thu nhập các bạn sẽ tính hoàn toàn y chang như vậy. Đây thì nít đúp nè, công thức bằng sum H2 đến H6. Rồi chúng ta được cái tổng gì? Tổng thu nhập là 17.500.000. Rồi sau khi có hai cái giá trị này rồi, các bạn sẽ lít vào dấu cộng. À, dấu cộng là new set, có nghĩa là các bạn sẽ tạo một cái trang tính mới. Rồi các bạn muốn di chuyển như thế nào đó là cái chuyện của các bạn đây. À, cái này chúng ta đã học năm lớp 7 luôn rồi. À, chúng ta muốn di chuyển một cái trang tính thì chúng ta cứ nhấn giữ chuột và chúng ta kéo nè. Rồi. Tiếp theo, thầy chỉ cho các bạn một cái mẹo là muốn định dạng toàn bộ cái trang tính thì các bạn sẽ chọn vào cái góc trái ở trên cái chỗ giao nhau giữa hàng và cột. Đấy, rồi các bạn sẽ chọn vô phông chữ, ví dụ như thanh này có mình. Rồi các bạn chọn cỡ chữ là 12, 14 gì đó tùy các bạn. Rồi sau đó các bạn gõ vào y chang như trong sách giáo khoa. Nha. Người ta biểu chúng ta gõ giống như hình 13.3, và 13.3 là ở đầu sách. Nó sẽ có giống như vậy này. Đây, cân đối thu chi. Cái biểu đồ này tí xíu chúng ta tạo, cho nên cái biểu đồ này mình sẽ để trống. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ gõ ba hàng, bốn hàng đây. Hai ô này, ba ô này chúng ta sẽ đưa dữ liệu vô. Rồi, các bạn sẽ làm tương tự như vậy ha, rất là đơn giản thôi. Ví dụ để giống sách thì các bạn sẽ tạo cái hàng nội dung và số tiền ở hàng số 13. À, rồi ok. Vậy bây giờ thầy sẽ xóa trang tính này đi nha. Đó là thầy hướng dẫn các bạn cách tạo một cái trang tính mới. Để xóa thì các bạn lít chuột phải và các bạn chọn delete ha. Rồi nó hỏi mình có chắc xóa hay không thì chúng ta nhấn delete. Rồi, vậy bây giờ khi mà được cái trang tổng hợp rồi thì bây giờ thầy sẽ xóa nội dung này đi. Thầy xóa biểu đồ luôn. Mất dữ liệu thì biểu đồ cũng không còn giá trị gì hết. Rồi, bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn xem cách thầy lấy cái ô thu nhập ở bên cái trang tính thu nhập đây qua bên cái trang tổng hợp. Đây là một việc rất là hay nha. Rồi các bạn nhìn nha, bằng. Rồi, sau khi gõ dấu bằng, thầy sẽ chọn cái trang tính thu nhập và thầy chọn vào cái ô mà thầy muốn lấy dữ liệu là ô H7. Rồi, xong, Enter. Như vậy các bạn thấy 17 triệu 500 ngàn từ ở bên cái chỗ thu nhập nó đã qua bên cái trang tổng hợp. Rất là chính xác ha. Rồi trang chi tiêu của bạn cũng làm y chang như vậy. Bằng. Rồi chúng ta chọn chi tiêu. Chọn cái ô H12 là tổng chi tiêu của tháng. Rồi Enter thôi. Đấy. À, rồi bây giờ chúng ta tính giá trị nét bằng thu nhập trừ cho chi tiêu. Rồi 3.860.000, rất là đơn giản nhanh chóng. À, rồi bây giờ chúng ta tạo biểu đồ. Tạo biểu đồ thì rất là đơn giản, chúng ta đã học ở năm lớp 8 rồi. Chúng ta chọn vùng dữ liệu, không lấy giá trị nét nha các bạn. Rồi Insert. Đây, phần xét biểu đồ đây. Biểu đồ cột ha, đây là biểu đồ cột. Đơn giản nhất và nó trực quan nhất luôn. Rồi các bạn cứ nhấn giữ chuột, các bạn kéo
làm sao cho được cái biểu đồ theo ý muốn của các bạn ha. Rồi chỗ này chúng ta có thể sửa cái tên biểu đồ đây, bình thường lấy đắp chuột vô rồi gõ chữ bình thường, ăn đói thu chi. Rồi xong, nhắc lại là các bạn có thể phóng to thu nhỏ cái biểu đồ này bình thường nha. Rồi nhìn vô cái cột biểu đồ thì chúng ta thấy cái phần thu nhập nè nhiều hơn cái phần chi tiêu nè, vậy là chúng ta cần phải sao chi cái phần tiết kiệm nhiều hơn, tại đây còn dư tới 3,8 triệu lận ha. Rồi vừa rồi thầy đã hướng dẫn cái phần B, rồi phần B tại biểu đồ luôn. Rồi bây giờ tới phần luyện tập, người ta nói cái gì đây? Em hãy bổ sung một số dòng dữ liệu thu chi của gia đình vào cả hai trang tính thu nhập và chi tiêu, sửa lại các ô công thức ở thu nhập chi tiêu để công thức đúng với vùng dữ liệu mới. Sau đó chúng ta quan sát coi dữ liệu có tự động cập nhật vào trang tính tổng hợp hay không. Thì bây giờ thầy sẽ làm một cái cột cái bảng chi. Đây cái bảng chi. Bây giờ các bạn để ý nha. Bây giờ thầy sẽ thêm một hàng nữa nha. Rồi. Giờ thầy copy lên đây. Rồi, như vậy ở đây thầy sẽ thêm một cái phần chi nữa là phần di chuyển. Đây, rồi ở đây thầy sửa lại là tiền xăng hay gì đó của tháng 8. Rồi là thí dụ như là 1 triệu, là ở đây là 1.000 ha, tại đơn vị đang 1.000 đồng. Rồi ở đây mục này là thầy copy lên. Rồi bây giờ thầy sẽ tính lại, nó tăng thêm một mục là chính rồi đó. Bây giờ chúng ta coi cái tổng nó đúng không. À, chúng ta chỉnh lại ở đây là H3 đến H11. Enter. Vậy ở đây chúng ta thấy cái phần chi nó đã tăng lên là 14.640.000. Vậy bây giờ chúng ta sẽ qua cái bảng tổng hợp, chúng ta coi coi nó có tự cập nhật hay không. Đây H13, ở đây nó báo lỗi là vì lý do vì sao, vì ở đây thầy mới vừa thay đổi cái ô này, lúc hồi nãy ban đầu là ô H12 ha, nhưng mà bây giờ nó là H11 cho nên nó sẽ sai. Vậy bây giờ thầy sẽ trả lại cái giá trị ban đầu. À, bạn để ý nha, đây là một cái lỗi mà trong quá trình làm các bạn cũng để ý nha. Rồi ví dụ như thế này nha, thì bây giờ thầy sẽ thêm dữ liệu ở phía dưới chứ thầy không chèn thêm, các bạn lưu ý giùm thầy. À, có nghĩa là thầy sẽ thêm dữ liệu ở phía dưới chứ thầy, hồi nãy là thầy chèn thêm cho nên dẫn đến cái ô này nè, H12 nè, nó thay đổi cho nên nó qua phần tổng hợp nó thay đổi theo nha. Rồi bây giờ thầy sẽ copy xuống. À, thầy không chèn mà thầy copy. Rồi các bạn để ý chỗ di chuyển hiện nay đang là 600.000 ha, 600.000 đồng. Bây giờ thầy vừa copy xuống rồi ha, bây giờ thầy chuyển là di chuyển. Rồi để sửa đây là tiền xăng. Rồi thầy sửa ở đây là thêm hồi nãy mình ghi là 500 à, 800.000 đi. Enter. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ sao? Mình sẽ tính lại chứ, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tính lại. Đầu tiên là mình tính lại cái hàm khao yếp, tại vì mình mới vừa thêm gì? Một hàng nữa nha. Mình nhớ vừa thêm một hàng nữa cho nên chỗ này các bạn sẽ thêm một hàng này. Rồi. Enter. Rồi kéo xuống. Rồi tăng lên 9, tại vì lúc này di chuyển là 2 rồi. Tương tự cái hàm sum if mình cũng phải thêm một hàng phía dưới. Rồi, enter. Rồi lúc này thầy kéo xuống.
14.440.000. Bây giờ quan trọng là chúng ta sẽ sang cái phần tổng hợp xem nó có thay đổi hay không nha. Không thay đổi là thua luôn. Rồi, mừng quá. Đây, 14.440.000, các bạn thấy rất là hay. Nghĩa là có hai lưu ý ở đây. Thứ nhất là các bạn cứ yên tâm, nếu như cái ô này, đây thầy sẽ đánh dấu màu vàng, đây nó không thay đổi cái địa chỉ, nó vẫn là H12, thì các bạn cứ yên chí, bên này nó sẽ tự động nó cập nhật qua. Và cái thứ hai là các bạn ở bên này các bạn thêm gì thêm cho thầy ha, nhưng không ảnh hưởng đến cái ô mà chúng ta đã chuyển qua bên cái phần trang tính tổng hợp. Đây là một cái rất là quan trọng, tại vì khi ban đầu hồi nãy thầy chèn thêm một hàng thì cái thằng tổng hợp này nó tự động nó nhảy lên, thì các bạn thấy qua đây nó sai, qua tổng hợp nó sai nha. Cho nên đó là một cái lưu ý rất là quan trọng. Nếu như chúng ta muốn nhập thêm dữ liệu gì đó, chúng ta cứ nhập xuống như này, rồi chúng ta tính lại cái phần gì, số lần chi và tổng tiền. À, chỉ cần chỉnh ô đầu tiên và sao chép xuống là thật là được. Ok, là xong, không cần phải làm gì hết nha. Rồi, tiếp theo phần thu nhập các bạn cũng tự làm nha, tương tự như vậy. Rồi, phần vận dụng thì người ta biểu chúng ta làm ở cái phần triển lãm tin học thêm một cái trang tổng hợp, thì cái chuyện đó thầy nghĩ đơn giản thôi ha, nó cũng y chang, như thậm chí là nó dễ hơn so với cái phần quản lý tài chính gia đình đó. Các bạn cứ làm tương tự như vậy, và nếu như có khó khăn thì các bạn cứ chụp hình hay là gửi cái trang tính đó lên đây để là thầy hướng dẫn cho các bạn. À, rồi ok, đây là cũng là hết bài số 13A, là cái phần tự chọn. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang đến cái bài số 14 nha. Rồi, xin chào các bạn.